chiều 27 tháng 6 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Công an huyện Lang Chánh đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và thi hành án hình sự. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện Lang Chánh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan tư pháp cấp huyện. Hội nghị đã thông qua dự thảo quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và thi hành án hình sự, dự thảo chương trình phối hợp trong công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Theo đánh giá tại hội nghị, trong thời gian qua, mặc dù tại huyện Lang Chánh chưa thực hiện ký kết quy chế phối hợp liên ngành giữa ba cơ quan tư pháp trong huyện, tuy nhiên các cơ quan đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, đạt được nhiều kết quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tạo điều kiện cho kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tố tụng đã từng bước được thực hiện một cách chặt chẽ, tạo điều kiện để mỗi cơ quan hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Hội nghị đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, như nâng cao vai trò công tác thông tin trao đổi giữa các đơn vị, duy trì sơ kết tổng kết chương trình phối hợp để đánh giá kết quả và triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả hơn. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân huyện đã thực hiện ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và thi hành án hình sự. Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện đã ký kết chương trình phối hợp công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.